Hai. Vẫn như thường lệ thì hôm nay chúng ta vẫn sẽ tiếp tục với series livestream tiếp sức mùa thi JLPT ạ. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với livestream của level trên này không có ghi N3, N2 và N1 ạ. Hai. Thế nên là các bạn tất cả các bạn ở các level khác nhau đều có thể vào thử sức mọi người nhá. Ok, vậy thì chúng ta sẽ không để lâu nữa mà chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu luôn vào nội dung ngày hôm nay được không ạ? Từ vựng buổi 10. Hai. Chúng ta sẽ có câu đầu tiên là câu số 21. Mời mọi người chọn đáp án phù hợp để điền vào chỗ trống mọi người nhá. Rồi ok, Mạnh Sàng chọn đáp án số 1. Thật ạ? Thật ạ? Đấy nhé. Rồi các bạn có chọn đáp án khác không ạ? Long Sàng 2 ạ, Ngọc Linh 2, Đức Anh 2, Hiền Trương 2, Hiền Trương 1 ạ. So đấy nhé, là thế nào ạ? Hay. Rồi đầu tiên câu số 1 của chúng ta, câu số 21 của chúng ta đáp án sẽ là đáp án số 2. Là thế nào ạ? Các bạn có quen không ạ? Có quen từ vựng này không ạ? Là thế nào ạ? Là nếu mà hỏi tại sao thì nó sẽ luôn đi về cái đuôi. Thà đạ, vì, giải thích là vì nhá. Cuối câu sẽ luôn có cái phần giải thích là vì thế đó. Nếu mà hỏi tại sao thì là vì. Được chưa nào? Vậy thì cả câu này chúng ta sẽ có gì ạ? Watashi wa mada kekkon shita kunai này. Tôi vẫn chưa muốn kết hôn đâu đúng không? Na ze nara, nếu hỏi tại sao thì là vì. Ima wa shigoto ga daiichi da. Tức là bây giờ thì công việc với tôi nó là số 1. Đúng nào? Ok không? Tiếp theo chúng ta cùng nhau quay lại các đáp án khác. Câu số 1, thada. Thada là gì ạ? Là tuy nhiên đúng không mọi người? Thể hiện hai cái sự trái ngược. Đó. Còn số 3, tashika ni. Tashika ni là gì ạ? À quả thật là đúng không? Quả nhiên là. Rồi. Số 4 là gì? Sunawachi. Có thể dịch là tức là hoặc là nói cách khác là. Nhá. Ok ạ. Đấy, các bạn đã nhớ lại được ý nghĩa của 4 từ vựng ngày hôm nay chưa ạ? Tiếp theo chúng ta cùng nhau đến với câu số 22. Tensai no kare dakara konna omoshirokute nanyani na hasso ga dekirunda. Ok, nan ban desho. Đây là một câu về katakana với những từ khá là quen thuộc đúng không nào? Tầm này sẽ chỉ ở tầm N3 thôi mọi người ạ. Rồi, Long Sàng chọn đáp án số 4 là Yuniku. Tiến Sàng chọn đáp án số 2 là Kuda. Hình như chọn 4 đúng không ạ? Rồi, câu này của chúng ta sẽ có đáp án là đáp án số 4 rất là chính xác ạ. Chúc mừng các bạn đã chọn đáp án số 4 nhá. Unique là cái sự gì ạ? Độc đáo đúng không? Rồi, 2. Một thiên tài như anh ấy đúng không? Vì là một thiên tài như anh ấy mới có thể nghĩ ra được hạt sổ. Đúng không? Nghĩ ra được hay là mới có những cái ý tưởng đấy. Hạt sổ đây là nó gần giống với cái từ gì ạ? Idea là ý tưởng nhá. Mới có thể nghĩ ra được hay là mới có được những cái ý tưởng mà nó độc đáo và thú vị như thế này. Ok chưa? Rồi. Hay. Tiếp theo quay lại số 1 ạ. Sample. Sample là gì ạ? Là hàng mẫu nha mọi người nhá. Sản phẩm mẫu ấy. Được chưa nào? Số 2 là Kuda. Là cái máy lạnh. Máy lạnh. Số 3 là Speedo. Speedo thì rất là quen thuộc là tốc độ đúng không nào? Ok. Rồi. Tiếp theo chúng ta đến với câu số 23. Boku ga ocha o ireru kara kimi ga saki ni oyu o nanani kurenai. Vũ Thông đun nước sôi đúng không? Rồi Phương Thanh thì một, rất là chính xác, không có ai có đáp án khác luôn. Vậy thì chắc chắn là phải đúng rồi đúng không mọi người? Wakashite. Wakasu mọi người nhé. Wakasu là đun sôi, làm sôi nước lên. Oyu o wakasu. Đúng không? Đó, câu này là gì ạ? Tớ sẽ pha trà nên là cậu có thể đun sôi nước trước giúp tớ được không? Đun cho tớ một ấm nước sôi được không? Kiểu như vậy đó. Ok chưa? Hãy nấu nước, đun sôi nước đúng nào? Rồi, hãy. Còn câu số 2, đáp án số 2 đọc là itameru nè, itameru là sao đấy. Số 3 đọc là niru, nite. Ninh nấu nhá, ninh nấu. Có thể là nấu những cái món ăn mà nấu thì nó sẽ không phải, nó không sử dụng trong trường hợp nấu cơm. Nấu cơm sẽ là cái động từ thá cự này. Nhá, cái này nấu cơm. Còn cái nấu này thì nó sẽ là nấu món ăn ấy, nấu canh ấy, mà mình phải nêm nếm thêm gia vị các thứ vào thì nó dùng cái từ ni đựng này nhá mọi người nhá. Ok, hay rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau đến với câu số 24 ạ. Có vẻ như đề không khó đúng không mọi người? Đề không khó đúng không? Từ vựng thiếu được đặt ở ngay đầu câu. Nanyani koto ni butsu no oku-san ga kawaii onna no ko unda so desu. Long Sàng là 4 vui mừng, Hân Hân 4, Thanh Thanh 4. 2 là xin lỗi, 3 là biết ơn, ok. Kính còn 4. Hay
Ok, rất là cảm ơn mọi người đã rất là nhiệt tình comment đáp án. Đáp án của chúng ta ở câu này sẽ là đáp án số 4, mê đê tay. Đáng mừng đúng không? Mê đê tay cô tổ nhị. Đây là một mẫu câu ngữ pháp này, thì là thật là đáng mừng. Thật là nhá, thật là đáng mừng. Thật là đáng mừng đúng không? Nghe nói là ai đây ạ? Vợ của anh trưởng phòng thì đã sinh một bé gái rất là dễ thương, rất là khó khỉnh, kiểu như vậy. Rồi, ok, rất là chính xác. Hay, còn quay lại đáp án số 1, wa ke nai. Wa ke nai ở đây nó là một từ vựng, nó sẽ tương đương với cái từ kantan là đơn giản đấy mọi người nhá. Còn ngoài ra thì cái wa ke ga nai hay là wa ke de wa nai, nó theo dạng ngữ pháp thì chắc là mọi người cũng đã có nắm được rồi. Ở N3 chúng ta có đúng không? Rồi, còn số 2 là sumanai. Sumanai nó chính là cái dạng ngắn hơn của shimasen, nó là xin lỗi đấy mọi người, vẫn nói nhá, là xin lỗi. Số 3 là arigatai, là thể hiện sự biết ơn. Đúng không? Chuyện mà vợ của anh trưởng phòng sinh được một bé gái dễ thương thì có gì đâu mà thật là biết ơn. Người ta có sinh cho mình đâu đúng không mọi người? Hay, ok. Rồi, tiếp theo câu số 25. 25 ạ. Đây là một đoạn hội thoại ngắn thôi. Cấp trên thì hokokusho dekita. Dekita. Cậu viết xong báo, hay là em viết xong báo cáo chưa đúng không? Cấp dưới thì bảo sao? Sore ga isoi de nani mono de kanpeki de wa nai to omou n desu. Câu số 25 Quỳnh Như chọn 2 ạ. Deki ageta. Rồi, cẩn thận bị lừa nhá. Thanh Thanh 2 ạ. Rồi, nhiều bạn nhầm quá. Nhiều bạn nhầm quá. Nào, hai. Rồi, Phương Trâm chọn 3. Kim Tiến 3 đúng không? Rồi, rất là chính xác. Đáp án số 3 mọi người nhá. Đáp án số 3. Deki ageta. Cái động từ hoàn thành nó phải là gì mọi người? Viết nhầm chỗ mọi người ạ. Agaru nhá. Deki agaru. Mày đúng đúng không? Mày là hoàn thành đúng không mọi người? Đó. Thì ở đây sai nhá. Đáp án của chúng ta là shiageta, là hoàn thành, làm xong, hoàn thiện này. Ở đây cấp trên hỏi là em làm xong báo cáo chưa? Thì bạn cấp dưới có bảo là vì nó hoàn thành hơi gấp một chút nên em nghĩ là nó sẽ không làm sao? Không được hoàn hảo. Tức là làm xong rồi. Thế nhưng mà em làm hơi gấp nên nó không được hoàn hảo lắm, sẽ còn những cái lỗi, những cái chỗ chưa được tốt. Được chưa? Còn số 1, toriageta. Toriageru là cái việc nêu lên, đưa ra để bàn luận đấy mọi người. Nêu lên, đưa ra để bàn luận, bàn tán nhá. Hoặc sẽ có một cái nghĩa khác, đấy là cầm lên, hoặc là tịch thu nữa nha mọi người nhá. Giờ mới quay xe hả? Ok, quay xe được là tốt. Quay đầu là bờ đúng không? Còn số 4, uchiageru. Uchiageru là bắn, bắn là bắn pháo hoa nhá, hay là phóng tên lửa. Đấy, hoặc sẽ có thể sử dụng trong một cái trường hợp khác, đấy là báo cáo công việc với cấp trên chẳng hạn. Hay, ok. Tiếp theo chúng ta cùng nhau đến với câu số 26 ạ. Câu số 26 ạ. Kono shigoto wa sekinin nanyani no aru Tanaka-san ni tanomou to omotteru. Tanomou to omotteru. Nan ban de shou? Các bạn đều chọn 1 hoặc 4 đúng không? Huy Phong 4 này, người có cảm giác trách nhiệm. Tinh thần trách nhiệm đúng không? Đúng rồi, nó là một xét tổ đó. Tức là nó gần như là một cái hậu tố của cái từ này, đúng không? Một cụm từ luôn á. Hai. Đáp án số 4 đấy mọi người nhá. Sekininkan. Sekininkan mình sẽ dịch nó thần nhất là tinh thần trách nhiệm. Cái công việc này thì tôi dự định là sẽ nhờ cái anh Tanaka-san, một cái người mà có tinh thần trách nhiệm. Đúng không? Ok. Hai. Ok, câu này mình sẽ qua luôn nhá. Nó là một cái hậu tố đi đằng sau thôi. Ba cái từ còn lại thì sẽ không phù hợp để điền vào nhá. Tiếp theo chúng ta cùng nhau đến với câu số 27. Toàn 4 thôi mọi người. Có bạn Hy Phong comment 4 là hồi hộp. Có ai có đáp án khác không? Không thì chắc là đúng rồi đó. Rồi, doki doki nhá. Mune ga doki doki shite ru. Kiểu tim nó làm sao? Đập thình thịch đi mọi người. Đúng không? Tim đập thình thịch. Thì căng thẳng đây là tim nó có đập thình thịch, lồng ngực nó bịch kia mọi người, phải không? Rồi, chính xác. Nhá. Còn đầu tiên là dekipaki là nhanh chóng đúng không? Hoặc là nói về cái sự tháo vát, thạo việc ấy. Còn số 2, ikiki là cái sự gì ạ? Sinh động. Nhá, sinh động. Hoặc nói về cái gì đấy nó là sao? Đầy sức sống đúng không? Cuối cùng là ukiuki, hân hoan vui sướng. Nhá, hân hoan vui sướng. Rồi. Tiếp theo chúng ta cùng nhau đến với câu số 28 mọi người ơi, câu số 28 ạ.
nhìn thấy chữ Hán có vẻ là thấy dễ hơn những cái như là katakana hay là những cái từ lái đúng không? Câu số 28 này, 休日にボランティア活動をすることで少しで少しでも社会何々にしたいと考えてる。Trang Linh một cống hiến đúng không? Ok, cô Ken là cống hiến nhá, cống hiến cho xã hội. Thì tôi đang có cái suy nghĩ đúng không? Rằng là gì? Tôi muốn cống hiến cho xã hội dù chỉ là một chút đúng không? Bằng cái việc tham gia vào những cái hoạt động tình nguyện vào những ngày nghỉ. Ok chưa? Rồi. Ừ, rồi nhá. Còn số 2. Đáp án số 2 cô cả sẽ là gì ạ? So, bạn hy vọng có comment ạ. Số 2 là cô cả hiệu quả. Số 3 là khư công phu tỉ mỉ sự mày mò đúng không? Số 4 là shisho là sự trở ngại. Hay. Ok. Tiếp theo chúng ta cùng nhau đến với câu số 29. Câu số 29 ạ, câu này cũng khá là dễ thôi. 近くまで来たので 友人の家を訪ねたが 何々に 友人は 留守だった. Trang Linh chọn 2 ạ, ai như cự thành 2 đáng tiếc. Rồi. Hải Nam Ngô 2. Rồi, ok, chúng ta sẽ cùng nhau nhìn đáp án này. Đáp án của chúng ta chính là ai như cự. Ai như cự là đáng tiếc mọi người nhá, đáng tiếc. Tức là tôi đến gần đây, tức là tôi đến cái khu vực gần gần đó đúng không? Nên là tôi đã ghé thăm nhà của một người bạn. Thế nhưng mà thật là tiếc vì đứa bạn hay là cái người bạn đó người ta lại vắng nhà. Đúng chưa nào? Vắng nhà. Còn số 1 masaka là gì ạ? Không thể tin được, không thể nào. Đúng không? Không thể như thế được. Còn số 3, yatara tu. Yatara đây là cái gì đấy? Quá nhiều, nói về cái mức độ. Mức độ nhá. Còn số 4 là motomo. Cái motomo này thì chắc là mọi người cũng rất là quen thuộc rồi, trong các bài đọc hiểu đều có đúng không? Cái gì đó là nhất. Nhất. Ừ. Rồi, dịch không may cũng được nhá. Ok. Câu số 29, tiếp theo là câu số 30 ạ. Câu số 30. Rồi, câu số 30 ạ. 恥ずかしいから そんな何々に学校で外に出ないでください. Hoàng Anh chọn 4 là mít tô mô này. Trang Linh 4 ạ. Kim Anh 4 ạ. 2 với 3 đồng nghĩa là buộc phải. Số 1 thì là lãng phí đúng không? Anh Minh chọn 2 là shikata gà này. Không còn cách nào khác. Ok. Rồi, chúng ta sẽ cùng nhau nhìn đáp án của câu này. Câu này đáp án sẽ là đáp án số 4 thôi nhé mọi người nhá. Mitomo nai đáng xấu hổ đúng không? Hoặc là thảm hại, hoặc là thiếu lịch sự đúng không? Đấy. Thì ý là sao? Đừng có mặc những cái đừng có ra ngoài với cái bộ dạng đáng xấu hổ như thế đúng không? Hay là bộ dạng thảm hại như thế, xấu hổ lắm. Không biết nghĩa nhưng em loại trừ chọn 4. Ok. Đi thi chúng ta phải thế đúng không? Chúng ta sẽ phải sử dụng cái phương pháp loại trừ, không chỉ là một lần hai lần mà sẽ áp dụng khá là nhiều cái phương pháp này đấy nhá. Mitomo này. Con số 1 là mất tay này, chắc là quen thuộc với mọi người rồi, đó là lãng phí. Số 2 là shikata ga nai là không còn cách nào khác đúng không? Số 3 là yamu e nai là bắt buộc phải làm gì đấy. Nó cũng là một mẫu câu ngữ pháp luôn đúng không mọi người? Hay. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau đến với khóa luyện đề chuyên sâu. Rồi, ok. Khóa luyện đề chuyên sâu cấp tốc nha mọi người nhá. Nội dung này thì nó sẽ là khóa luyện đề chuyên sâu cấp tốc của 3 level N3, N2, N1 và sẽ bắt đầu khai giảng vào ngày 4 tháng 11, thời gian học là tối 24/6, từ 19 giờ đến 21 giờ giờ Việt Nam ạ. Hình thức học sẽ học qua Zoom mọi người nhá. Học qua Zoom và sẽ học trực tiếp với 4 giáo viên, thầy Dũng, cô Thanh, thầy Nghĩa và mình. Hay. Rồi, về nội dung cụ thể thì các bạn sẽ được học về những chiến lược làm bài thi này, những cái tip làm đề hoặc là luyện đề thực tế, bao gồm tất cả là 12 buổi mọi người nhá, 12 buổi. Trong cả khóa học thì các thầy cô sẽ cùng nhau tổng hợp lại một cách chính thống và chuẩn xác các dạng đề thi, giảng giải chi tiết cách làm của mỗi dạng và các tip, những cái mẹo làm bài thi cho từng kỹ năng một. Và mục tiêu của chúng ta sẽ là tăng 20 đến 30 điểm cho chặng cuối này mọi người nhá. Rồi, về ưu đãi thì các bạn sẽ được tặng 2 phần, một là bộ ebook tổng hợp toàn bộ kiến thức nền và thứ hai sẽ là tặng kèm một khóa luyện đề online ở trên app trị giá 900.000 đồng. Và có một cái quan trọng nhất đấy là cam kết đỗ, nếu mà các bạn không đỗ sẽ được học lại một khóa nha mọi người nhá. Rồi, ok. Hay, tiếp theo chúng ta cùng nhau chuyển đến với câu số 31. Câu số 31. 予算の都合で現在進行中の何々を中止することが決まった.
Nếu mà các bạn nào mà tiếng Anh giỏi đúng không? Chắc hẳn là cái phần katakana này sẽ không làm khó được mọi người. Còn nếu mà tiếng Anh không biết nhiều thì có thể là phần katakana sẽ hơi khó khăn hơn một chút. Nào mời các bạn chọn đáp án ạ. Hoàng Anh chọn 4. Projecto. Projecto. Né. Thanh Thanh 4. Đấy, Bảo Long 4. Hoàng Anh kế hoạch đúng không? Rồi đáp án của chúng ta chính xác là đáp án số 4. Projecto là cái dự án mọi người nhá. Mình dịch là dự án. Ok, dự án. Do cái gì kìa? Do cái ngân sách đúng không? Do cái ngân sách, có thể là ngân sách gặp vấn đề. Thế nên là người ta đã có cái quyết định về việc là ngưng đúng không? Ngưng cái dự án đang thực hiện. Đấy. Ok. Rồi, con số 1. Profile. Profile đấy mọi người. Profile là thông tin cá nhân, cái hồ sơ cá nhân đấy đúng không? Rồi số 2 là progress. Rồi, progress sẽ là gì ạ? Là sự tiến triển mọi người nhá. Tiến triển. Còn số 3 là propose. Cái này thì quá quen thuộc rồi, chắc là sơ cấp mọi người đã được giới thiệu. Là cái việc cầu hôn. Được chưa? Tiếp theo chúng ta cùng nhau đến với câu số 32. Câu số 32 ạ. Vẫn là katakana. Có vẻ như hôm nay chúng ta sẽ gặp khá là nhiều katakana đây. Biết đâu vài hôm nữa đi thi chúng ta lại được thi những từ này thì sao? Đúng không? Hôm đấy chúng ta sẽ lại nghĩ là ồ, từ này hôm trước mình xem live stream mà mình nhớ này. Rồi, câu số 32. Kono shokuba wa nani nani na hito bakari nano de relax shita funniki ga aru. Ở chỗ làm việc này đúng không? Cái môi trường làm việc này thì vì toàn là những người như thế nào đấy nên là cái bầu không khí rất là relax, rất là thoải mái. Huy Phong chọn 3 là high pace. Đối với những câu mà chúng ta nhìn cái chúng ta hoàn toàn không biết luôn nha mọi người. Thôi dứt khoát chọn liều, chọn nhanh đi để làm câu khác mọi người ạ. Đúng không? Đó, rồi ok, câu số 4 nhá, câu số 4. My pace. My pace. Làm theo cách của mình, đúng không? Theo cách của mình, theo cá nhân mình. Thì cái nơi làm việc, cái môi trường làm việc này thì vì là toàn những người ta làm việc theo cái cách riêng của họ. Tức là không ai động đến ai ấy. Thế nên là cái bầu không khí rất là thoải mái, không bị căng thẳng, đúng không? Không bị áp lực. Còn số 1 là gì ạ? Backspace là cái nút xóa trên cái bàn phím máy tính của mọi người ạ. Được chưa? Có một nút xóa mọi người để ý trên bàn phím máy tính sẽ thấy. Được chưa? Có suy nghĩ riêng hả? Số 2, monospace. Đây là tên một loại phông chữ nha mọi người nhá. Tên một loại phông chữ. Monospace. Được chưa? Rồi, số 3 là hyperspace. Hyperspace thì sẽ là gì ạ? Là tốc độ cao nhá, là tốc độ cao. Em chưa học N1 nên không biết đúng không? Ok. Hay. Rồi. Chúng ta sẽ chuyển sang câu số 33. Câu này thì chắc là dễ rồi. Đúng không? Câu này chắc là dễ rồi. Câu số 33. Osanai kodomo ga chūshajō de nanani kieru jiken ga aizugu. Aizugu. Đi đến đoạn cuối này nó đang nghiêng về N2, N1 nha mọi người nhá. Đang nghiêng về N2, N1 một chút rồi. Đoạn đầu thì là N3 đúng không? Hôm nay chủ đề của chúng ta, cái nội dung ôn tập của chúng ta sẽ là 100 câu hỏi quan trọng trong đề N1, N2, N3. Đoạn đầu thì sẽ là N3, dần dần sẽ xuống N2 và N1 mọi người ạ. Hay. Và nhắc lại một lần nữa là mọi người hãy comment từ khóa Dũng Modi gạch ngang N123 để mọi người có thể nhận được chọn bộ tài liệu của N123 mọi người nhá. Kim Anh chọn 2 ạ. Tột tư dọc. Nghĩa là gì nhỉ? Hiền Trương 2. Bảo Long 2. Rồi ok. Hãy, đáp án của chúng ta chính xác là đáp án số 2. Tột tư dọc. Tột tư dọc. Là đột ngột đấy mọi người. Đột ngột đúng không? Tức là những cái sự việc, những cái vụ việc mà những đứa trẻ, những em bé nhỏ đột nhiên biến mất ở những cái bãi đỗ xe ấy, thì nó cứ xảy ra liên tiếp. Đúng không? Ý là có nhiều trường hợp, nhiều em bé cứ đột nhiên bị biến mất ở bãi đỗ xe. Nhá. Còn số 1, tục căng là gì ạ? Tục căng sẽ là... tục căng sẽ là làm cái gì đó cấp tốc trong một thời gian ngắn này. Hoặc là dùng với cái nghĩa là xuyên qua nhá. Xuyên qua. Số 2 là tột sinh. Tột sinh là xông lên. Số 4 là kẹt chư dỗ. Kẹt chư dỗ là thiếu hụt nhá. Có thể là thiếu về năng lực hoặc là nhân sự. Ok. Này bị bắt cóc rồi hả? Ok, câu số 34. Chúng ta có câu số 34. Watashi wa chiisai koro kara nanani oya no tetsudai o shite imashita. Câu này sẽ là một câu để chúng ta học thêm từ mới này. Sẽ là câu để chúng ta học thêm từ mới.
Luyện đề thì nó sẽ không chỉ là cái việc chúng ta ôn lại những kiến thức cũ mà cũng sẽ là cái thời điểm để chúng ta bổ sung thêm lượng kiến thức mới nữa, đúng không ạ? Tại vì trong một cái giáo trình thì nó sẽ không thể nào mà đầy đủ hết được 100% lượng từ vựng mà chúng ta sẽ gặp trong đề thi. Nó chỉ đảm bảo được tầm khoảng 90% là cao rồi, đúng không? Đó, dĩ nhiên là nó đã đủ để chúng ta đi thi với điểm số cao rồi, nhưng mà để mà cao hơn nữa, cao hẳn thì chúng ta sẽ phải không ngừng bổ sung thêm những cái lượng kiến thức mới bên ngoài và những cái lượng kiến thức ở những cái level cao hơn đấy mọi người. Đó, nên là luyện đề nhá, luyện đề này nó sẽ là một trong những cái phương pháp giúp chúng ta bổ sung thêm, không chỉ là ôn tập lại kiến thức cũ mà còn là bổ sung thêm những kiến thức mới. À đây rồi, nói một hồi đã có rất nhiều đáp án. Kim Anh chọn 3, chốt cửa nhé. Hà Thanh 3. Ok, đáp án của chúng ta chính xác là đáp án số 3 đó mọi người. Rồi, chốt cửa là thường xuyên, đúng không mọi người? Thường xuyên hay là hay đó. Tôi thì từ nhỏ đã thường hay giúp đỡ bố mẹ rồi, đúng không? Đấy, một em bé ngoan nhá, từ nhỏ đã thường hay giúp đỡ bố mẹ. Còn ba đáp án khác thì sao? Thả chân xe ngàn tim luôn à, tuyệt vời quá, cảm ơn Thúy Sang. Chúng ta có đáp án số 1, Hyodo là nói về dáng người mảnh khảnh nhá, mảnh khảnh, kiểu dạng cao gầy á. Còn số 2 là Choro thì nó sẽ nói về cái tiếng nước chảy là thứ nhất này. Hoặc có thể sử dụng cho cái trường hợp mà kiểu mình đang làm việc mà các bạn nhỏ ấy, xung quanh các bạn ấy cứ nghịch quậy là mình không làm việc được. Còn số 4 là Kuchakcha. Kuchakcha thì cũng có hai nghĩa. Đầu tiên sẽ là cái nghĩa mình nhai cái gì đấy nó phát ra tiếng chóp chép kiểu nhai kẹo cao su chẳng hạn ấy. Hoặc cái nghĩa thứ hai đấy là nói về cái việc là những cái tờ giấy hoặc là những cái mảnh vải bị vò nhau nhĩ ra ấy, thì sẽ sử dụng cái từ Kuchakcha nhá. Ok, câu số 35. 毎日2時間の勉強の成果が出て成績が何々伸びた. Đều là những từ này đúng không? Chúng ta sẽ chuẩn bị học thêm được 4 từ vựng nữa đây mọi người. Kim Tiến chọn 3 là gần. Rồi, có bạn nào đã có trong tay bộ sách gần cho tác sự của Dũng Mô Đi chưa ạ? Rồi, xem trên này có. Đây mọi người, tuyệt vời quá, thấy sách luôn. Gần cho tác sự là gì đây? Bộ sách luyện đề N1, N2, N3 của Dũng Modi có tên là Gungun Jotatsu nha mọi người nhá. Thanh 3 này, Umi 3 này, Nông Định 4 này, Kim Anh 4, Thanh Hồng 3, Tố Loan 2. Ok, rồi đáp án của chúng ta chính là đáp án số 3, Gungun nhá. Gungun, trong cái từ Gungun Jotatsu đấy mọi người. Gungun Jotatsu là kiểu tiến bộ một cách nhanh chóng ấy. Tiến bộ một cách nhanh chóng thì ở đây chính là gì đấy? Thành tích nó tăng lên một cách nhanh chóng. Nhá. Nhớ tên giáo trình luyện đề của Dũng Modi thì mọi người sẽ nhớ được từ gân được chưa? Ok, gân là nhanh chóng nhá. Thì ở đây là gì? À, cái thành quả của cái việc hàng ngày 2 tiếng đó là cái thành tích của tôi đã tăng lên một cách nhanh chóng. Đúng chưa? À, rồi. Pin là gì ạ? Pin thì nói về cái việc là sung sức. Nói ý là nói về sức khỏe rất là khỏe mạnh á. Còn chân thì nói về cái sự bực bội cáu gắt nhá. Ừ. Còn cái từ cân này là mấy con động vật nó hay kiểu khò khè à, cổ nó nó gầm gừ ấy. Ừ. Gầm gừ kêu ư ử các thứ vậy á. Rồi, ok. Hay. Tiếp theo chúng ta cùng nhau đến với câu số 36 ạ. Thấy kanji là thấy ánh sáng của cuộc đời đúng không mọi người? Thấy kanji là thấy ánh sáng của cuộc đời, kiểu cảm giác như là có cái để mình suy nghĩ ấy, có cái để mình đoán, để hình dung đúng không? Còn thấy hiragana nó bắt đầu thấy tắt nắng rồi đấy. Có bạn nào có trải nghiệm tương tự khi học N2 N1 không ạ? Rồi câu 36 này, kanojo to wa nanyani no ichi de kyoryoku shite ru dake da. Ở đây bốn đáp án đều có chữ gai đúng không? Đều có chữ gai là chữ hại. Vậy thì nó sẽ là gì? Kim Tuyến 1 này, Huy Phong 3 này, Nhàn Nguyễn 1 này, Kim Anh 1 này, Thanh Hồng 1 này. Rồi, sự lợi hại đúng không? Tức là cái lợi và cái hại đấy. Cái lợi và cái hại thì tôi chỉ đúng không, chỉ đang hợp tác với ai đấy, với cô ấy do gì nhỉ, ichi là thống nhất, ý là cùng giống nhau ấy. Do cùng một cái gì, cùng lợi ích đúng không? Cùng chung lợi ích, tức là có lợi thì cùng lợi mà có hại thì cùng hại đấy. Tôi chỉ đang hợp tác với cô ấy do là chúng tôi có chung cái lợi ích với nhau mà thôi, ý là như thế, chứ có thể là tôi không thích cô ấy cho lắm chẳng hạn đúng không? Số 2 là gì ạ? Shingai là xâm hại đúng không? Xâm hại. Số 3 là higai, bị hại. Bị hại đúng không? Hay là thiệt hại đấy. Số 4 là songai là tổn hại. Đấy, tổn hại dễ không ạ? Bắt đầu lo lắng đúng không? Hai. Rồi, tiếp theo chúng ta đến với câu số 37.
Nào, bốn chữ này thì đều có chung cái chữ phục này. 지진 から한 일주일 지나가 수도와 이마다니 나나니 していない. していない. So. Tầm này thì chắc là các bạn thứ hai vẫn làm ok đúng không? Để xem có bạn nào có đáp án khác không nào. Nhàn 1 này. Huy Phong 4 à, 4 là fukatsu. Fukatsu. Rồi, ok. Đáp án của chúng ta ở đây sẽ là đáp án số 1 mọi người nhá. Fukyu. Fukyu. Trùng tu khôi phục đúng không? Tức là cái gì đó nó trở lại hoạt động như bình thường. Đấy. Thì đây là cái trận động đất nó đã qua được nửa ngày rồi, vậy mà cái đường ống nước ấy nó vẫn chưa, đến tận bây giờ vẫn chưa hoạt động lại bình thường. Đúng chưa? Rồi, đấy. Còn phục cô là gì? Phục hưng. Nói về những cái gì đấy đã bị suy tàn và bây giờ mình phục hồi nó lại, như kiểu là một cái khu phố này, một thị trấn này, một khu mua sắm nào đấy nó bị suy tàn rồi, và bây giờ mình phục hưng nó lại. Được chưa? Còn số 3 là gì ạ? Phục kỵ. Phục kỵ là quay trở lại. Thường là chúng ta có thể là nghỉ thai sản này, hay là nghỉ do ốm đau bệnh tật gì đấy, và một thời gian sau chúng ta quay trở lại làm việc ấy, thì chúng ta sẽ sử dụng cái từ phục kỵ. Ok chưa? Và số 4 là gì ạ? Phục cắt sự. Phục cắt sự cũng là phục hồi, nhưng mà thường sẽ là phục hồi những cái vết thương nhá. Rồi, hay. Ok, câu số 38 mọi người ơi, câu số 38. 新しい発明の何々を申請したが許可されなかった. Có vẻ như đến phần N1 là mọi người bắt đầu hơi nản nản rồi đúng không? Rồi, chúng ta có bốn đáp án là gì ạ? 독쿠슈, 독쿠레, 독쿄 và 독쿠유. Vẫn phương châm cũ nhá. Vẫn phương châm cũ, không biết đoán bò. Đúng không? Không biết đoán bò. Rồi, Hào sang chọn 3, 독쿄 đúng không? Đoán bò nhớ đâu đúng sao mọi người? Đây Thúy 3, toàn 3 luôn. À, quên hết nghĩa tiếng Việt rồi. Nhưng mà chọn đúng đúng không? Ok. Kiểu như mình chuyển sang thành người Nhật luôn rồi, mình dịch không được tiếng Việt luôn ha. Cái Tokyo này là cái bằng sáng chế mọi người. Cái bằng sáng chế đúng rồi, cảm ơn Hào Sang. Tức là tôi đã đăng ký xin cái bằng sáng chế cho cái phát minh mới đấy, nhưng mà không được duyệt. Được chưa? Không được duyệt. Đấy. Ok chưa nào? Tokushio là gì ạ? Đặc thù đúng không? Tokure là gì ạ? Một cái ví dụ đặc biệt nào đấy. Chính xác ạ. Và số 4 là Tokuyu là cái gì đó nó cố hữu đặc định đúng không? Cố hữu đặc định nó là cái gì đó mang tính tiêu biểu đấy. Ok, cảm ơn mọi người. Tiếp theo chúng ta đến với câu số 39 ạ. Câu số 39. Câu này thì khá là dễ nha. Câu này khá là dễ nha. Câu này thì tầm N3 thôi là mọi người đã làm được rồi. Gần như là một câu ăn điểm á. Một câu ăn điểm. 全く異なる文化背景を持つ人と人間関係を何々のは楽ではない。Rồi, 何番でしょう? Kim Anh chọn 3 này. 気づく, đúng không? Yumi 1 là 結ぶ. Hà Sang 3. Kết nối mối quan hệ với con người à? Rồi, Thanh Sang 3, đáp án số 3 mọi người nhá. 気づく. Xây dựng mối quan hệ. Cái từ 結ぶ này mọi người, nó dùng cho hai trường hợp. Thứ nhất là gì ạ? 紐を結ぶ. 靴の紐を結ぶ. Buộc dây giày ấy mọi người, buộc. Nhá. Trường hợp thứ hai các bạn cũng rất là hay gặp là cái keyaku o musubu là gì ạ? Ký kết hợp đồng. Hai trường hợp, nhớ hai cái đấy là được nhá. Số 2, mokeru thì chúng ta sẽ có cái trường hợp là gì ạ? Ruru o. Ruru o mokeru. Đúng không ạ? Thiết lập những cái quy tắc, những cái quy định, cái quy chế nào đấy. Kizuku là xây dựng rồi đúng không? Xây dựng thì nó có thể xây dựng đê điều này, hoặc là xây dựng những cái thứ nó trừu tượng hơn, như là xây dựng những cái mối quan hệ. Đó. Cái việc mà xây dựng mối quan hệ với những cái người mà có cái bối cảnh văn hóa hoàn toàn khác với mình ấy, nó là một cái điều không hề dễ dàng. Đúng không? Thả tê được thì dễ rồi. Xây dựng đúng không? Xây dựng này chỉ xây dựng nhà cửa thôi mọi người nhá. Được chưa? Ok. Câu số 40 cũng là câu cuối cùng ạ. Chúng ta sẽ cùng nhau đi nốt câu này và chốt lại xem là chúng ta đúng được bao nhiêu câu trong tổng số 20 câu ngày hôm nay nha. CC bảo dễ xong đáp án kiểu CC đang lừa mình đúng không? Rồi. Hai. Câu số 40 này, senpai wa kohai ni tottemo muri na koto o heiki de nanani koto ga aru. Nào, số 1 là i machigaeru, số 2 là i ateru, số 3 là i tsukeru và số 4 là i makasu. Lê Thúy Ba, Hân Hân, số 3 là mách lẻo mà ta. Ngoài nghĩa mách lẻo ra nó còn có nghĩa là gì khác không? Rồi, đáp án của chúng ta đáp án số 3 nhá. Ok, chính là sai bảo, chính là ra lệnh đúng không? Nó có hai nghĩa mọi người. Vì là mọi người chỉ nhớ cái nghĩa là mách thôi. Mách lẻo đúng không? Nên là mọi người chọn nó là sai.
Còn nó có một nghĩa nữa là sai bảo hoặc là ra lệnh, đúng không ạ? Đấy, hôm nay nhớ thêm một nghĩa nữa của nó nhá. Các anh senpai thì thỉnh thoảng hay đưa ra những cái mệnh lệnh ấy, hay là ý là hay sai cô hai cấp dưới những cái chuyện rất là vô lý đó. Chọn liều, đúng ăn nhiều, đúng không? Rồi, y machigai được là nói sai, nói nhầm này. Đấy. Số 2 là y ateru là đoán đúng nhá, đoán đúng. Đấy. Đoán 3 là đúng rồi đấy mọi người. Số 4 là y makasu, cái này là đi cãi nhau xong cãi thắng đấy mọi người. Y makasu. Ok. Rồi, hay. Và câu số 40 cũng là câu cuối cùng của livestream ngày hôm nay. Heki là kiểu bình thản ấy. Tức là sai những cái chuyện rất là vô lý với cái tâm thế rất là bình thản đấy mọi người. Thản nhiên sai những cái chuyện rất là vô lý. Nhá. Ok. Daijoubu. Mười đúng được bao nhiêu câu ạ? Ấy. Livestream ngày hôm nay của chúng ta sẽ kết thúc ở đây mọi người nhá. Trước khi kết thúc livestream mọi người nhớ để giúp xem một team một share livestream nha mọi người. Hai. Chào, お疲れ様でした.